Em xin kính chào tất cả quý vị và anh chị nhé. Em là Song Thảo. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2018, màu trắng, nội thất màu đen. Xe của em chạy 30.000 km các bác nhé. Sản xuất năm 2018 ạ, chạy 30.000 km. Chiếc này của em biển Hà Nội 30F12692. Cách đây khoảng tầm 4-5 ngày em có bán một chiếc Mazda 6 màu đen, cũng là phiên bản 2.0 và bản Premium 2017. Chiếc đấy em bán 740 triệu. Còn chiếc này thì hôm nay em chỉ bán với giá là 775 triệu thôi. Rất là hợp lý cho một chiếc Mazda 6. Giá thì lại hợp lý hơn rất là nhiều. Sản xuất 2018 775 triệu. Đấy, một chiếc Mazda 6 bình thường nó sẽ lệch nhau một đời khoảng 50 triệu. Nhưng mà hôm nay em bán lệch chỉ 35 triệu thôi ạ. Rất là rẻ. Các bác có thể tham khảo thị trường thoải mái, vì cái giá em đưa ra lúc nào cũng là ưu đãi nhất thị trường rồi. Đấy. Chiếc Mazda 6 này thì thật ra bảo hơn màu chiếc màu đen thì cũng không phải là hơn. Nhưng mà ai hợp các bác hợp màu nào thì thích màu đấy thì lấy thôi ạ. Có người hợp màu đen thì sẽ chỉ thích màu đen, còn người hợp màu trắng thì sẽ chỉ lấy màu trắng thôi. Nhưng mà đa số là giới trẻ thì sẽ thích màu trắng hơn. Đấy. Đa số sẽ thích màu trắng hơn. Đấy là em nói một cách rất là công tâm nhá. Màu trắng thì sẽ trẻ trung hơn màu đen. Nhưng màu đen thì nó sẽ có một cái nét đẹp riêng của màu đen. Đấy. Chiếc này của em cũng chưa dọn dẹp gì cả, vẫn còn nguyên bản nhá các bác nhá. Các bác nào mua xe thì yên tâm. Mua xe của em thì em sẽ vẫn làm cho các bác, thay thế những cái gì mà cần phải làm thì em vẫn phải làm cho các bác. Nhưng các bác yên tâm, không vấn đề gì cả. Sơn si thì xe cũ thì không thể tránh được rồi. Nên các bác cũng biết điều đó thì cũng đơn giản thôi. Chiếc này của em cũng còn khá là đẹp so với cùng đời và cùng tầm tiền. Đấy. Tất cả những bác nào mà mua xe của em thì các bác cứ yên tâm. Nếu các bác chốt lấy thì em sẽ sơn si tỉa tót và dọn nội thất ngoại thất cũng như là đánh bóng phủ ceramic xe cho các bác yên tâm về nhà sử dụng. Đây là chiếc xe này của em chưa phủ nhá. Nếu như em phủ ceramic lên thì nó sẽ rất rất đẹp luôn nha các bác nhá. Em xin nhắc lại nha, em có chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2018, biển Hà Nội, màu trắng, nội thất màu đen. Đang giao bán trên thị trường với giá 775 triệu nha các bác nhá. Xe em để trong showroom nó hơi tối một chút, mong các bác thông cảm. Vô lăng ạ, còn rất là đẹp nha các bác nhá. Trên chiếc Mazda 6 thì lúc nào nó cũng dài và rộng hơn rất nhiều so với Mazda 3, vì nó là phân khúc trên hẳn ạ. Đây là ghế nha các bác nhá. Ghế đấy, rất đẹp. Chiếc xe này em chưa làm bất kỳ một cái điều gì cả. Các bác có thể thấy này, cái túi vẫn còn nguyên. Mọi thứ ở trên chiếc xe này vẫn còn nguyên, vẫn còn bụi bẩn. Và em chưa dọn giếc gì đâu nha các bác nhá. Các bác yên tâm. Nếu bác nào lấy xe của em thì các bác biết rồi, không phải lăn tăn bất kỳ một điều gì cả. Chiếc xe này của em có cửa sổ trời nhá các bác nhá. Cửa sổ trời ạ. Khá là rộng này. Em cao 1m7. Mà các bác nhìn em ngồi này, vẫn còn khoảng một gang tay nữa. Đây là so với cái phía người lái, là người là em vừa lái đấy ạ. Tức là hai người khoảng 1m7 mà ngồi cùng một hàng ghế thì vẫn thừa khoảng một gang tay. Thoải mái để cho các bác rộng rãi ở phía sau. Đấy. Chiếc xe của em thì cũng còn khá là đẹp, nên là mời các bác qua cửa hàng em xem xe trực tiếp. Em ở số 89 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Đấy. Mazda 6 nhá các bác nhá. Rất là rẻ so với phiên bản Mazda 3. Nếu như các bác mua Mazda 3 thì bây giờ xe 2018 thì đúng rồi, 2018 thì đang phải 600 chắc loanh quanh khoảng trên dưới 600. Nếu như các bác mua mới thì nó phải 800 mấy, tức là trên cả tiền xe này, thì tội gì các bác phải đi Mazda 3. Các bác có thể tham khảo chiếc này Mazda 6 nha các bác nhá. Mazda 6 phiên bản 2.0 bản Premium, biển Hà Nội 30F12692, màu trắng ạ. Xe chạy gần 30.000 km. Chiếc xe này của em thì
Em đang bán với giá là 775 triệu, rất là hợp lý thôi ạ. So với chiếc màu đen hôm trước em bán 740 triệu thì rất là rẻ rồi. Mời các bác qua cửa hàng em xem xe trực tiếp. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Em chào tất cả các bác ạ.